Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Đặc biệt sau thời gian phát động phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, các cấp hội đã và đang góp sức cùng với các địa phương triển khai có hiệu quả mô hình đường hoa phụ nữ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Những lốp xe cũ như thế này được chị em hội viên phụ nữ phường Hòa Thọ Tây tận dụng, sơn vẽ đẹp mắt để xây dựng mô hình cụm lốp xe thân thiện môi trường. Tại buổi cụm, các chị đặt để thêm những chậu hoa do các chị tự tay trồng để tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã tập trung cải tạo đổ bê tông 200m2 đất trống tại tổ 23, khu vực cầu vượt Hòa Cầm thành một khuôn viên dạo chơi mini nhằm hạn chế việc vứt rác và cỏ dại. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của người dân trong khu vực. Thấy đường hoa và tái chế những cái lốp xe này thì cũng rất là đẹp và rất là có ích cho cái đường Nguyễn Duy Đãi và tất cả trong cái khu dân cư ở đây. Từ việc ra đời các mô hình đường hoa phụ nữ đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường và làm đẹp từng con đường ngõ phố. Trong thời gian tới thì hội sẽ tiếp tục triển khai các cái tuyến đường hoa khác cũng như là tuyến đường tự quản để hội viên phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh để chung tay phục hồi hệ sinh thái. Để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục triển khai trồng mới các tuyến đường hoa để cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công chương trình Đà Nẵng thành phố môi trường.